Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Châm Ngôn chương 1. Châm ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự chính trực. Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự tri thức và sự dễ dặt. Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn. Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí, để hiểu biết châm ngôn, thí dụ và lời của người khôn ngoan cùng câu đố nhiệm của họ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Hỡi con, nếu kẻ tội nhân kiếm thế quyến dụ con, chớ khứng theo. Nếu chúng nó nói, hãy đến cùng chúng ta phục rình làm đổ huyết người, núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội, chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ và còn nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mả. Chúng ta sẽ được các thứ của báo, chất đầy nhà chúng ta những của cướp. Hãy lấy phần ngươi với chúng ta cả thảy sẽ có một túi bạc mà thôi. Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó, hãy cấm giữ chân con chớ vào lối của họ, vì chân chúng nó chạy đến sự ác, lật đật làm đổ huyết ra, vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh, lấy làm luống công thay. Chính những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra và núp rình hại mạng sống mình. Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa, lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó. Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ. Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào, tại cửa thành và nội trong thành, người phán lời mình ra mà rằng: hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? Nhân vì ta trách các ngươi khá trở lại. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta. Bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ta ra lại chẳng có ai chú ý. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, không chịu lời quở trách ta, nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng. Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi. Bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời quở trách ta. Vì vậy, chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình và được no nê mưu trước của mình riêng. Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó. Nhưng ai khứng nghe ta, ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tịnh, không sợ tai họa nào. Chương 2. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va,
và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dè dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm, là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó cong vạy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Lại, sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, là người đàn bà lạ nói lời vua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đan thì và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó siêu qua sự chết và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị trút khỏi đất và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. Chương 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dè dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.
chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, vì người ăn ở bình yên bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai. Chớ phân bì với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn. Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà, nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật, Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Thi Thiên thứ 22. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày nhưng Chúa chẳng đáp lại, ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân tôi hầu gần, chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi. Hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử, từ các sừng của trâu rừng. Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Ở hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người. Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra. Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê. Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Chúa. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xê-rôn. Tại đó có một cái vườn,
Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ, Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến Anne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anne bèn sai giả Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe, là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giê-xu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì?
Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chương 19. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đổi trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng: Lạy vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó Phi-lát kiếm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng: Người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài,
nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng, đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng, ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.